Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 12 tháng 7 của Dusavina. Bản tin trưa này sẽ có những nội dung chính như sau. Đêm qua, các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về buổi làm việc của Tổng Giám đốc và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Sự phát triển của Dusavina trên kênh truyền hình MPN Hàn Quốc. Đưa vào vận hành vườn rau sạch tại trường mầm non Ước mơ đồ xanh. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 6 tháng 7 vừa qua, Tổng Giám đốc Cho Ninh Chung đã có buổi gặp gỡ và làm việc cùng Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hà Nội, và buổi làm việc này đã thu hút khá đông các kênh truyền hình đưa tin. Trước hết, buổi làm việc đã được ghi hình và phát sóng đến nhân dân cả nước trong bản tin thời sự 19 giờ cùng ngày trên kênh VTV1. Quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự buổi tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Chiều nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có buổi tiếp ông Jung Yong-in, Tổng Giám đốc công ty Dusavina, một doanh nghiệp của Hàn Quốc chuyên sản xuất sản phẩm công nghiệp nặng tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh an toàn lao động và bảo đảm môi trường đang là mối quan tâm hàng đầu hiện nay của Việt Nam. Với đặc thù là sản xuất các sản phẩm công nghiệp nặng, Phó Thủ tướng đề nghị công ty Dusavina đi đôi với phát triển kinh tế phải thân thiện với môi trường, bảo đảm an toàn lao động trong sản xuất và triển khai vận hành khai thác. Đánh giá cao hiệu quả hoạt động của công ty Dusavina tại Việt Nam, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu công ty tăng cường trao đổi kinh nghiệm với các doanh nghiệp Việt Nam, cũng như tăng tỷ lệ nội địa hóa, ưu tiên sử dụng các nguyên liệu từ Việt Nam. Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp ông Jung Yeon-in, Tổng Giám đốc công ty Dusavina và Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc tập đoàn SCC Thái Lan Surat Rangsiopak. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng hoan nghênh tập đoàn Dosan của Hàn Quốc quyết định đầu tư tại Việt Nam, tạo ra các sản phẩm phục vụ ngành công nghiệp, đặc biệt là góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm cơ khí trong lĩnh vực điện của Việt Nam. Khẳng định chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực cơ khí hỗ trợ. Mong muốn thời gian tới, cùng với việc tiếp tục mở rộng đầu tư, tăng tỷ lệ nội địa hóa trong các sản phẩm của công ty, Dusavina cần quan tâm tới các vấn đề xã hội tại địa phương, góp phần nâng cao đời sống của người lao động cả về vật chất và tinh thần. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đặc biệt lưu ý vấn đề an toàn lao động cũng như đảm bảo môi trường theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam phải là ưu tiên số 1 trong quá trình đầu tư và vận hành các dự án của Dusavina. Tổng Giám đốc Dusavina Jung Yeon-in báo cáo với Phó Thủ tướng về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty thời gian qua, đồng thời khẳng định trong quá trình hoạt động sẽ đảm bảo an toàn cho người lao động và cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường theo pháp luật của Việt Nam. Ngoài ra, buổi làm việc cũng đã có 42 lượt đăng trên các kênh truyền thông lớn như vtv.vn, vov.vn, vovworld.vn, trang tin của Văn phòng Chính phủ vpcp.chinhphu.vn, Tuyên giáo.vn, Đại đoàn kết.vn, Đại biểu nhân dân.vn, Năng lượng Việt Nam.vn, trên trang của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.org, trên trang của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ.org, nhân dân.com.vn. Tin ngoài ra còn có mặt trên nhiều trang mạng khác như Vietnamnet, Xem Báo Mới, Báo Lạng Sơn, Công an Nhân dân, Đắk Nông, New Skydoor, Nông nghiệp và nhiều trang khác. Ngày 22 tháng 6 vừa qua, hai phóng viên của đài MPN Hàn Quốc đã có chuyến thăm và tìm hiểu về tình hình hoạt động sản xuất của Dusavina, và những tin đó đã được phát sóng trên kênh truyền hình này. Từ Đà Nẵng đi bằng ô tô khoảng 2 giờ đồng hồ, chúng ta sẽ đến với khu kinh tế Dung Quốc, một khu kinh tế ven biển, và ở đó có Dusavina, một công ty chuyên sản xuất các thiết bị công nghiệp nặng. Những thiết bị siêu trường siêu trọng như thiết bị khởi mặn với kích thước cỡ bằng một sân bóng đá, có trục cao đến 100 mét, đều được sản xuất thành phẩm và xuất khẩu nguyên chiếc trên các xà lan cỡ lớn, với chất lượng vượt trội. Trong suốt 5 năm qua, Dusavina đã cạnh tranh quyết liệt với các doanh nghiệp Trung Quốc để giành đơn hàng hơn 7 tỷ won tại Việt Nam. Thời gian qua, Trung Quốc đã đánh mất uy tín trên thị trường do giá rẻ nhưng chất lượng thấp. Ngược lại, Dusavina đã chiếm ưu thế với chất lượng và kỹ thuật công nghệ cao. 우수한 품질을 바탕으로 중국 기업과의 치열한 경쟁 속에 지난 5년간 베트남에서만 7조 원 가량을 수주했습니다. 지금까지 중국이 저가 저품질로서 시장에 많은 신뢰를 잃었는데 두산은 높은 기술력과 고품질로서 시장에 승부를 걸고 있습니다.
Đặc biệt, một điểm nhấn lớn khác của Dushanbina đó chính là chiếm được lòng tin của người dân địa phương thông qua các hoạt động từ thiện đa dạng như sửa chữa trường học, nhà cửa hay chế độ phúc lợi cho người lao động. Yếu tố ở trường mầm non ước mơ Dushan đó là môi trường rất là tốt và đội ngũ giáo viên tâm huyết với nghề. Và hiện tại ở một số nơi tôi ở như các doanh nghiệp khác là không có nhà trẻ dành cho công nhân viên. Trong thời gian tới, hoạt động chủ lực của Dushanbina sẽ là chuyển giao kỹ thuật và công nghệ cho người Việt Nam. 주력할 방침입니다. 베트남 다낭에서 MBN 뉴스 강호영입니다. Đảm bảo an toàn thực phẩm cho trẻ từ nguồn rau sạch, đồng thời tạo nên một môi trường tốt để các cháu hoạt động ngoài trời là mục tiêu mà các bậc phụ huynh học sinh đã đưa vào vận hành vườn rau sạch tại trường mầm non Ước mơ Dushan. Đây là một hoạt động được hội phụ huynh học sinh phát động và phối hợp cùng với giáo viên nhà trường cùng nhà thầu phụ Thái Minh triển khai thực hiện trên diện tích 40 mét vuông đất xung quanh khuôn viên nhà trường. Vườn rau sạch này ngoài mục đích chính là đảm bảo an toàn cho các cháu về nguồn rau sạch trong bối cảnh nhiều loại rau được phát hiện với dư lượng thuốc trừ sâu khá cao hiện nay và tự cung cấp một phần thực phẩm tươi, thì hoạt động này nhằm tạo ra một khuôn viên xanh đẹp cho nhà trường và là một môi trường tốt để nhà trường phát triển và hoạt động ngoài giờ cho các bé, giúp các bé tham gia lao động bằng việc tưới rau và phát triển ý thức chăm sóc cây xanh cho các cháu. Cái ý tưởng mà mục đích xây dựng vườn rau sạch cho bé là mục đích là cung cấp cái nguồn rau sạch cho các cháu tại trường. Thì hôm nay là cái kế hoạch mà triển khai làm vườn rau sạch tại trường được công ty, lãnh đạo công ty cũng như là các quản lý đại diện hội phụ huynh, giống như là một số phụ huynh và các giáo viên tại trường rất là năng nổ và đã một cái đặt móng khởi đầu là rất là tốt đẹp. Và hy vọng là sắp tới sẽ có một cái vườn rau sạch cho các cháu tại trường mầm non Ước mơ Dushan. Trong sáng ngày 9 tháng 7, gần 30 phụ huynh, giáo viên và công nhân nhà thầu phụ Thái Minh cùng bộ phận chủ quản admin đã tham gia bàn đất, phân lúa, làm giàn và gieo giống. Một số loại thực vật được trồng trong vườn rau sạch có thể kể đến như rau mồng tơi, rau dền, rau ngót, rau tần, hẹ, rau lan, v.v. và một số loại cây ăn quả theo mùa như mướp, bầu, bí xanh, bí ngô. Đây là những loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc, lại nhanh cho rau quả để dùng. Hôm nay tại nhà trẻ Dushan, các phụ huynh cùng với cô giáo và công ty đã đến đây để làm vườn trồng rau sạch cho các con. Sau khi vườn rau sạch này được hoàn thành, các con sẽ có được nguồn thực phẩm an toàn cho các bữa ăn. Tôi cảm thấy rất là vui và an tâm. Qua đây tôi cũng xin chân thành cảm ơn công ty và các bậc phụ huynh, các cô đã nhiệt tình tham gia mặc dù là dưới cái thời tiết rất là nắng nóng như thế này. Công tác chăm sóc về sau như phân bón, tưới nước và thu hoạch sẽ do nhà thầu phụ Thái Minh trực tiếp quản lý. Chi phí để vận hành vườn rau sạch này ước tính khoảng 3 triệu đồng do phụ huynh đóng góp. Tiếp tục bản tin trưa nay, mời quý vị và các bạn cùng xem một đoạn phim ngắn về giáo dục an toàn trong lao động, sản xuất, sinh hoạt hàng ngày và một đoạn clip ngắn về những khoảnh khắc thể thao đáng nhớ. Bản tin trưa của Dushanbina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời quý vị và các bạn truy cập vào website youtube.com với từ khóa Dushanbina DVTV V7N52. Đồng thời các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin về Dushanbina thông qua các trang mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và YouTube với từ khóa Dushanbina. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.